Sáng ngày 25 tháng 3, Đoàn Thanh niên xã Lam Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Linh Hương đã tổ chức phát động miễn phí hơn 500 chiếc khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và hướng dẫn các biện pháp dùng khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19 cho người dân trong xã. Tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì đây chính là hoạt động hết sức ý nghĩa của Công ty Linh Hương và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lam Sơn. Đồng thời cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm thấy được hành động thiết thực để chung tay giúp đỡ, mua và phát khẩu trang y tế miễn phí tới người dân địa phương, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Để xây dựng cái chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm 2020 thì hôm nay là Đoàn Thanh niên xã Lam Sơn là phối hợp với Công ty Mỹ phẩm Thiên nhiên Linh Hương xây dựng kế hoạch là phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã, nhằm tuyên truyền cho nhân dân và đoàn viên thanh niên có nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của bản thân, của gia đình và nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh và chung tay đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19 dưới cái tình nguyện của cả tổ đoàn viên thanh niên và Công ty Mỹ phẩm Thiên nhiên Linh Hương. Đối với đoàn xã Lam Sơn là phát miễn phí 500 khẩu trang và 300 chai nước rửa tay sát khuẩn của Công ty Mỹ phẩm Linh Hương, do Công ty Mỹ phẩm Thiên nhiên Linh Hương tài trợ, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng, phát động các phong trào là chung tay với sức khỏe cộng đồng, là cùng trên địa bàn xã là góp sức đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19. Hoạt động thiết thực này cũng phần nào thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, gia đình, cộng đồng và với công tác phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương. Người dân địa phương được phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí cũng thấy được trách nhiệm của mình trong việc tự bảo quản sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hôm nay Đoàn Thanh niên xã Lam Sơn kết hợp với Công ty Mỹ phẩm Thiên nhiên Linh Hương đã về và có cái chương trình đó là phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân, thì tôi thấy cái chương trình này là rất là bổ ích, đã chung tay để đẩy lùi cái bệnh dịch COVID, một cái bệnh dịch đang rất là lan tràn nguy hiểm đối với toàn cầu. Bản thân tôi thì thấy cái chương trình này là một cái chương trình rất là bổ ích, mang cái tính chất lan truyền đối với cộng đồng nhân dân và đặc biệt là nơi tôi cư trú.